kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh tổ chức phiên họp thứ 6. Gặp gỡ các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm đầu tiên kể từ hội nghị thượng đỉnh của họ vào tháng 11 năm ngoái. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị với trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chủ trì hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các chủ thể liên quan rà soát nắm chắc tình hình thế giới và khu vực, triển khai các giải pháp để củng cố các thị trường đã có, mở rộng các thị trường mới, khắc phục các đứt gãy trong chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chuyển xanh, chuyển đổi số, tạo đột phá trong thu hút đầu tư các lĩnh vực mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ ban ngành với nhau, giữa doanh nghiệp với nhà nước và người dân trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần ba cùng với các đối tác, các chủ thể, đó là cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Đồng thời nhấn mạnh ba phát huy trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế, phát huy thế và lực của đất nước, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Phát huy sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa kết hợp với giao lưu nhân dân, phát triển du lịch. Phát huy tính sáng tạo, năng động, linh hoạt, thông minh của người Việt Nam, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và sản xuất, phát huy tối đa hiệu quả khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và lập nghiệp trong tình hình hiện nay. Ngày 3 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào một số nội dung về công tác xây dựng Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã cho ý kiến vào tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự thảo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, sửa đổi bổ sung thay thế quy định số 31/2018 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Dự thảo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh, sửa đổi bổ sung thay thế quy định số 32/2018 về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh. Dự thảo báo cáo và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết quy định số 34/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số 35/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đối với dự thảo về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nội dung cần tập trung thực hiện. Chúng ta tăng cường nắm bắt tình hình sinh hoạt chi bộ sau khi mà chúng ta sửa cái quy định 31 để thông qua đó để các đồng chí cấp ủy viên, cấp tỉnh và cấp huyện có cái điều kiện để nắm bắt cơ sở dự sinh hoạt với các cái chi bộ, đảng bộ để thông qua đó để chúng ta cũng có cái nắm bắt kịp thời trong cái việc sinh hoạt của các cái chi bộ. Và lần này thì chúng ta thống nhất là quy định cho các đồng chí cấp ủy, cấp tỉnh và cấp huyện để mà tham gia sinh hoạt. Chúng ta tổng kết cái quy định
34 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương, và chúng ta sẽ ban hành cái kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục thực hiện quy định 34 này để làm sao mà phát huy được cái vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Là Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã thống nhất bổ sung sửa đổi cái danh mục, cái bảng chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị trong tỉnh để xác định cái vị trí công tác, vị trí việc làm và các cái chức vụ chức danh liên quan. Và nhân như việc này thì tôi đề nghị là Ban cán sự Ủy ban nhân tỉnh là phải lãnh đạo chỉ đạo để mà sớm để rà soát lại cái vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước. Còn Ban tổ chức phải sớm tham mưu để mà chúng ta rà soát lại các vị trí việc làm của khối đảng, mặt trận và các đoàn thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy đóng góp, đồng thời phối hợp với các cơ quan rà soát lại để bổ sung vào các dự thảo sớm hoàn thiện theo đúng quy định để đảm bảo tính phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Ngày 3 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 6. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh quý 1 năm 2024, phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Hoạt động của Ban chỉ đạo đã đi vào nề nếp, cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền địa phương đã chủ động hơn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quý 1 năm 2024 đã tổ chức được hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay cho 2.582 đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Toàn ngành thanh tra triển khai 18 cuộc thanh tra hành chính, 13 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, hoàn thiện 5 cuộc thanh tra năm 2023 chuyển sang. Qua công tác thanh tra kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế là 5.044.000.000 đồng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thụ lý điều tra 22 vụ, 39 bị can liên quan đến tham nhũng, trong đó án cũ kỳ trước chuyển sang là 13 vụ, 21 bị can, án mới khởi tố là 9 vụ, 18 bị can. Tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng là hơn 2.096.000.000 đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 98,87%. Phiên họp cũng đã cho ý kiến vào tờ trình của Ban Nội chính Tỉnh ủy về ban hành quy định tiêu chí xác định vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo, ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ chế phối hợp của Ban chỉ đạo trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng đi vào nền nếp. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh cũng nhận được cái sự quan tâm, ủng hộ đánh giá cao của dư luận, đặc biệt là của các tầng lớp nhân dân. Và cũng tạo cái cảnh tỉnh rất là lớn đối với đội ngũ cán bộ đảng viên trong việc thực hiện các cái chức trách nhiệm vụ được giao. Chúng ta tiếp tục nâng cao cái trách nhiệm công vụ, cái trách nhiệm phục vụ của cán bộ đảng viên đối với nhân dân và đối với doanh nghiệp. Chúng ta phân công đội ngũ cán bộ phụ trách cấp xã, chúng ta phân công các đồng chí tiếp dân, các đồng chí phân công các đồng chí đi thăm làm việc với cơ sở, rồi chúng ta luân chuyển đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Mục tiêu cuối cùng là để đội ngũ cán bộ có được cái kinh nghiệm, được tiếp cận với thực tiễn, được chia sẻ với những cái khó khăn của người dân và doanh nghiệp, để trên cơ sở đấy làm tốt cái việc của mình, được đảng nhà nước giao. Và cái cuối cùng mang lại đó chính là nâng cao cái niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước, đối với chế độ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó vẫn xảy ra các vụ án, vụ việc liên quan đến thực thi công vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các cái quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời là cụ thể hóa các cái kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương. Đây là các cái định hướng rất là quan trọng để mà Ban chỉ đạo cấp tỉnh của chúng ta tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chúng ta cố gắng làm sao phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kèm với đó là phải thay đổi được hành vi của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là người đứng đầu. Chỉ đạo khắc phục cái tình trạng sợ sai, không dám làm việc cầm chừng, thiếu quyết liệt trong một bộ phận cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp, Ban Thường vụ sẽ phải có một cái chỉ thị liên quan đến việc này. Bây giờ chúng ta không quản hết được thì tôi nói công chí là phải quản các đồng chí cán bộ lãnh đạo có chức vụ trong việc thực thi công vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy hoạch, nhất là quy hoạch đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công vụ phục vụ nhân dân, giải quyết tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát để giảm thiểu tình trạng tham nhũng vặt, tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. Ngày 3 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức gặp mặt các hợp tác xã đơn vị thành viên và kỷ niệm 78 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11 tháng 4 năm 1946, 11 tháng 4 năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển Kinh tế Tập thể tỉnh, sự và chúc mừng. Toàn tỉnh hiện có 758 tổ chức kinh tế tập thể, có 640 tổ chức kinh tế tập thể đang hoạt động ổn định. Các tổ chức kinh tế tập thể thu hút trên 16,3 nghìn thành viên với 28.000 lao động tham gia. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ trung cấp trở lên đạt 82,5%, trong đó có trình độ cao đẳng đại học 35,1%. Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 4,54 triệu đồng một người một tháng. Hoạt động liên kết được tăng cường, xuất hiện các hợp tác xã điển hình, tham gia chuỗi liên kết hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, đảm bảo thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, thời gian tới Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ cá thể và doanh nghiệp tham gia vào hợp tác xã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt, hỗ trợ các hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm truy xuất nguồn gốc, minh bạch sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tiếp cận các sàn giao dịch thương mại điện tử, tổ chức gặp gỡ tọa đàm với các doanh nghiệp xuất khẩu trong và ngoài tỉnh để liên kết sản xuất, kinh doanh, đảm bảo chặt chẽ, ổn định thị trường, mở rộng ngành nghề và quy mô sản xuất. Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao chứng nhận danh hiệu Hợp tác xã điển hình tiên tiến năm 2023 cho 20 hợp tác xã, trao giấy khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. Ngày 2 tháng 4 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2023. Năm 2023, Hòa Bình đạt 43,5493 điểm, đứng thứ 20 trên 63 tỉnh thành trong cả nước về chỉ số PAPI, tăng 23 bậc so với năm 2022, nằm trong nhóm trung bình cao, nhóm xếp thứ 2. Kết quả này thể hiện được sự hài lòng của người dân về hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trong năm 2023. Chỉ số PAPI đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố với 197.779 người dân, với đặc điểm nhân khẩu đa dạng trên toàn quốc. PAPI đánh giá gồm 8 chỉ số nội dung, 29 nội dung thành phần, hơn 120 chỉ tiêu chính, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Gặp gỡ các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Lương Sơn tháo gỡ khó khăn trong xây dựng đô thị loại 4. Thưa quý vị và các bạn, 70 năm đã trôi qua sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Song trong ký ức của những cựu chiến binh tham gia chiến dịch năm xưa, những tháng ngày vất vả nhưng đầy tự hào đó mãi là kỷ niệm thiêng liêng không thể nào quên. Tinh thần quả cảm của họ đã góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng gặp gỡ với những cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Yên Thủy. 70 năm trôi qua, ngần ấy thời gian cũng đủ để mái tóc xanh của cựu chiến binh Vũ Thị Chới, xóm Thanh Bình, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, pha màu sương gió. Đôi mắt đã mở dần theo tháng năm, nhưng câu chuyện về thời kỳ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn sục sôi như mới ngày nào. 19 tuổi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, là bộ đội thông tin rồi làm cấp dưỡng. Những chiến sĩ Điện Biên Phủ như bà Chới luôn nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, đảm bảo mạch máu thông tin luôn vững chắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. 70 năm trôi qua, kỷ vật duy nhất còn sót lại là huy chương kháng chiến, vẫn được bà trân trọng và lưu giữ cẩn thận. 20 anh em nữa là đi vào trong rừng, là đi đóng ở chỗ nào là mắc dây trên rừng, trên cây này. Thế mà tôi thì là mới được một 3 người nữa là cấp dưỡng. Thế là không có cái gì mà ăn mà phải đi ra rừng cách cái dâu tàu bay, cắt dâu tàu bay rồi là về cho anh em ăn đấy, bên này cái tôm khô đấy. Hiện trên địa bàn huyện có gần 3.000 hội viên, trong đó cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ còn 4 cụ. 70 năm trôi qua, những người lính Điện Biên năm xưa nay đều đã ngoài 90 tuổi, tóc đã bạc, người còn lành lặn, người để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Nhưng vẫn luôn trân quý tình cảm đồng đội, đồng hành giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Và năm nào cũng vậy, vào những ngày gần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những người lính năm ấy lại gặp nhau để trò chuyện về những kỷ niệm, về những chiến công oanh liệt của dân tộc. Bản thân chúng tôi là con cái trong nhà thì cũng thấy là chính quyền địa phương và tất cả các ban ngành các cấp là cũng quan tâm, rồi là giúp đỡ động viên an ủi những người đã có công với cách mạng từ trước đến bây giờ, để chúng tôi làm con làm cái cũng có phần yên tâm cho ông trong cuộc sống. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, những người lính bộ đội Cụ Hồ ngày nay vẫn phát huy tinh thần của những chiến sĩ Điện Biên Phủ, thường xuyên gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Tôi cũng đã xác định cái việc làm theo Bác là những cái việc hàng ngày, thường xuyên. Đấy, từ trong cái việc làm nhỏ nhất, trong công tác huấn luyện, trong cái việc rèn luyện, duy trì lễ tiết tác phong, rèn luyện kỷ luật đối với bộ đội. Và đặc biệt là trong những năm qua thì với việc học tập của chúng tôi đã xây dựng được nhiều cái mô hình, ví dụ như là mô hình làng bản văn hóa quốc phòng an ninh, rồi là chúng tôi tổ chức các cái phong trào quyên góp mua xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Yên Thủy. Đây là cái việc làm thường xuyên của lực lượng vũ trang mà mang đến ý nghĩa thiết thực. Chiến tranh đã đi qua, quê hương đất nước đang từng ngày thay đổi. Những ký ức về Điện Biên Phủ năm xưa mãi là những dấu ấn không thể nào quên. Đó không chỉ là ký ức, là niềm tự hào, mà đó còn là bản hùng ca mãi ngân lên trong mỗi nhịp điệu phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, huyện Lương Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng huyện trở thành đô thị loại 4. Hiện nay, huyện đang tháo gỡ khó khăn, nỗ lực thực hiện tiêu chí tỷ lệ số phường đạt từ 50% trở lên trên tổng số đơn vị hành chính, được công nhận là đô thị loại 4 và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, nội thành, nội thị, thị trấn đạt 75%. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Đến nay, các xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh, Cư Yên, Lâm Sơn, Thanh Cao và thị trấn Lương Sơn đang tích cực thực hiện các tiêu chí lên đơn vị hành chính cấp phường. Tuy nhiên hiện nay, do thị trường bất động sản trầm lắng nên việc huy động nguồn lực từ đầu ra đất để xây dựng hạ tầng gặp khó khăn. Một số công trình trọng điểm trên địa bàn tiến độ thi công chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng và nguồn vốn. Hệ thống hạ tầng điện chưa đáp ứng tiêu chí để xây dựng các xã trở thành phường. Trên địa bàn đang triển khai các dự án kè chỉnh trị sông Bùi, rồi là dự án phục dựng đình cời, rồi là các cái dự án hạ tầng nhỏ. Đấy, cũng là những cái dự án đầu tư công của huyện triển khai trên địa bàn. Những cái khó khăn ban đầu mà khi cái thị trường bất động sản không hoạt động nữa,
thì cũng nhìn thấy cái giải pháp quan trọng nhất vẫn là đầu tư các cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đô thị. Thế và các cái công trình đầu tư công thì hiện nay đang được triển khai trên địa bàn thì cũng đang thì gấp rút triển khai. Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10 ngày 31 tháng 12 năm 2021 về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại 4, phần đầu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã, huyện Lương Sơn đã ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành 7 đề án huy động nguồn lực tập trung nâng cấp các xã Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh, Cư Yên, Lâm Sơn, Thanh Cao và thị trấn Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường. Đến nay, huyện Lương Sơn cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị cấp thị xã gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là tỷ lệ số phường đạt từ 50% trở lên trên tổng số đơn vị hành chính, được công nhận là đô thị loại 4 và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị, thị trấn đạt 75%. Khó khăn vướng mắc hiện nay của huyện Lương Sơn là việc lập quy hoạch chung đô thị Lương Sơn chậm được phê duyệt, đã ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình phát triển đô thị, xây dựng đề án thị xã và các phường thuộc thị xã. Trên cơ sở cái quy hoạch chung của chúng tôi thì cũng đã rà soát lại toàn bộ cái hệ thống hạ tầng để phục vụ cho cái tiêu chí thị xã vào năm 2025. Thì trong đó có cái hạ tầng về giao thông và hạ tầng về du lịch. Tầng giao thông thì kết nối đồng bộ với các cái quy hoạch của trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện Lương Sơn. Hiện nay các quy hoạch của trung ương như đường vành đai 5 đi qua Lương Sơn với chiều dài trên 35 km thì đã và đang dần dần được triển khai. Huyện Lương Sơn đã rà soát lại với cái diện tích là trên 320 ha thì cũng đã rà soát lại cái diện tích này. Và cái hệ thống đồng bộ giao thông của Hà Nội cũng như là đấu nối với giao thông của tỉnh Hòa Bình trên địa bàn huyện Lương Sơn. Và đặc biệt là cái giao thông đối nội đối ngoại của Lương Sơn thì chúng tôi đã kết nối đồng bộ trong cái việc là cái quy hoạch của chung của Lương Sơn với quy hoạch của tỉnh. Theo lộ trình năm 2024, huyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị Lương Sơn, lập chương trình phát triển đô thị Lương Sơn và tập trung thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí của thị xã. Năm 2025, lập đề án thành lập thị xã Lương Sơn và 6 phường, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Huyện tập trung tuyên truyền vận động các đoàn thể nhân dân cùng tham gia thực hiện các tiêu chí lên phường và lên thị xã. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, dự án đấu giá đất để huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ hội nghị thượng đỉnh của họ vào tháng 11 năm ngoái. Ông Biden nhấn mạnh cam kết lâu dài của Washington đối với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Theo Nhà Trắng, ông Biden cho biết cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo là thẳng thắn và mang tính xây dựng. Nhà Trắng cũng cho biết ông Biden đã nhắc lại lập trường của Mỹ trong việc tham gia ngoại giao với Triều Tiên, đồng thời thực hiện các bước tiếp theo để ngăn chặn các hành động khiêu khích tiếp theo của nước này. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề đang diễn ra liên quan đến thương mại. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ ngăn chặn việc sử dụng công nghệ tiên tiến để làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với công nghệ quan trọng như chất bán dẫn tiên tiến như một phần trong chính sách giảm rủi ro của nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nêu vấn đề về điều mà Mỹ cho là chính sách thương mại không công bằng và các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc. Phòng bầu dục cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng đã xem xét và khuyến khích tiến bộ từ hội nghị thượng đỉnh của họ ở San Francisco hồi đầu năm nay, bao gồm hợp tác chống ma túy, liên lạc giữa quân đội với quân đội đang diễn ra, các cuộc đàm phán để giải quyết các rủi ro liên quan đến AI và tiếp tục nỗ lực về thay đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh những nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các kênh liên lạc cởi mở. Lãnh đạo tối cao của Iran hôm thứ Ba đưa ra một tuyên bố nói rằng những kẻ đánh bom khu đại sứ quán của đất nước ông ở Syria sẽ hối tiếc về tội ác này. Ông Ayatollah Ali Khamenei đổ lỗi cho chế độ theo chủ nghĩa Do Thái của Israel, trong khi đó Israel chưa nhận trách nhiệm. Khu nhà ở Damascus bị tấn công hôm thứ Hai và một tòa nhà lãnh sự bị phá hủy. Truyền thông nhà nước Iran cho biết 13 người đã thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds tinh nhuệ và các công dân Syria. Thủ tướng Syria Hussein Anos đã đến thăm đại sứ quán và cũng cáo buộc Israel, quốc gia mà ông gọi là một quốc gia vi phạm và không hiểu luật pháp. Đại sứ Iran tại Syria Hossein Abari kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giải quyết vấn đề này.
Các thành viên của hội đồng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Ba. Đại sứ Nga Vasily Nebenzia đặt câu hỏi tại sao các quan chức Mỹ không thu thập bất kỳ thông tin tình báo nào về vụ tấn công. Phó đại sứ Mỹ Robert Wood phủ nhận nước ông có liên quan. Ông cho rằng có một điều rõ ràng, Iran và các nhóm đối tác và ủy quyền của họ cần tránh căng thẳng leo thang trong khu vực. Ông Wood cũng cáo buộc Iran và Syria ủng hộ các nhóm âm mưu tấn công, nhân viên và cơ sở của Mỹ và Israel. Một vụ hỏa hoạn đã khiến 29 người thiệt mạng tại một hộp đêm đang được cải tạo ở thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul. Ngọn lửa bùng phát vào chiều thứ Ba, chính quyền địa phương cho biết một người bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Đoạn phim ghi cảnh hiện trường cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ câu lạc bộ trong khi xe cứu hỏa và xe cứu thương lao tới hiện trường. Truyền thông địa phương đưa tin nhiều nạn nhân là công nhân sửa chữa. Bộ trưởng Tư pháp Yiman Tun cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng một nhóm chuyên gia đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ông cũng cho biết chính quyền có kế hoạch bắt giữ 5 người, bao gồm cả người phụ trách việc cải tạo. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành ở Ấn Độ cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới, với giai đoạn đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4. Gần 1 tỷ người có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu dân chủ lớn nhất thế giới. Một nhà sản xuất mực không thể xóa được ở miền Nam Ấn Độ đang hoạt động hết công suất. Các quan chức bầu cử sẽ sử dụng mực để đánh dấu từng người khi họ bỏ phiếu nhằm ngăn chặn việc bỏ phiếu lặp lại. Loại mực này để lại dấu vết từ 2 đến 3 tuần. Công ty cho biết họ đã sản xuất hơn 2,5 triệu chai mực và đang sản xuất thêm 80.000 chai nữa mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức theo 7 giai đoạn cho đến ngày 1 tháng 6. Các quan chức đang thiết lập hơn 1 triệu trạm bỏ phiếu trên khắp đất nước cho cuộc bỏ phiếu marathon kéo dài 6 tuần. Kết quả cuộc tổng tuyển cử sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 6. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.